Đưa cho con có câu hỏi về nạn đói. À, con đang con đang sống trong một thời đại phát triển mạnh và hiện đại như ngày nay, sao lại có những nước họ thực sự không có một hạt gạo để ăn, họ thiếu lương thực, thực phẩm đến mức phải chết đói quá bi thương. Điển hình như nước Châu Phi thuộc miền Nam Madagascar họ khổ đến mức không còn gì để ăn mà phải ăn dày để sống qua ngày con thấy rất nhiều nước quan tâm đến châu phi nhưng lại không thể nào giải quyết triệt để nạn đói để nước này hết được Nhờ cho con hỏi tại sao lại có những chuyện này xảy ra như thế này nếu như thế họ phải đói khổ chết đói do nhân gì trong quá khứ họ đã làm Ờ, nếu như mà chúng ta nói về nhân quả đó thì nói như thế này ờ, khi mà chúng ta thiếu cái phước bố thí thì chúng ta đặc biệt là bố thí thực phẩm thì mình sẽ thiếu cái phước thực phẩm mà khi mình thiếu phước thực phẩm thì mình sẽ không có thực phẩm đơn giản như vậy thôi do mình thiếu phước bố thí Ừ. À, còn riêng ở châu phi đó thì cái vấn đề nó không đơn giản chỉ là ở cái nạn đói mà nó như thế này à, nó còn là do bạo loạn ừ, bạo loạn cái nhóm chiến tranh này nó chiến tranh với cái nhóm kia rồi cứ hễ mà cái nhóm nào mà lên nắm quyền ấy, thì họ tham nhũng rồi họ lạm dụng quyền lực và nó kẹt một cái là họ lại thiếu kiến thức quản lý chứ phải mà họ là bạo quân ấy nhưng mà họ có kiến thức quản lý đất nước ấy, thì nó còn đỡ còn cái này không có gì tệ cho bằng một đứa vừa tham vừa ngu mà vừa có quyền lực lên nắm quyền thì um, người dân phải đối khổ thôi thực tế mà nói châu phi họ không có nghèo quý vị biết là trong top những người giàu nhất thế giới đó có châu phi nha. nhưng đó là cá nhân cái sự giàu có tập trung ở một vài cá nhân bởi vì họ bóc lột chính người dân của họ và toàn bộ tài sản của cả một đất nước họ gom hết vào trong chính bàn tay của họ cho nên ý, ờ đó là lý do mà nạn đói ở châu phi không giải quyết được bởi vì cứ tiền mà đổ vào là họ ăn hết cái ngựa trên đầu họ ăn hết quý vị cứ nghĩ đi rồi cái chuyện đó làm sao mà mình giải quyết mà nếu như mà người nước ngoài đụng tay vào á nó lại trở thành cái sự xâm lược sự xâm lăng cái vấn đề nó nằm ở bất kỳ một khu vực nào một quốc gia nào thôi nếu như cái người dân ở trong quốc gia đó, đó nội đấu với nhau đó thì đó là vấn đề cá nhân vấn đề trong nội bộ ừ, giống như anh em đánh nhau vậy đó còn một khi mà có nước ngoài mà họ nhúng tay vào đó thì nó lại trở thành xâm lược à, và người ta sẽ hợp lực lại và người ta đánh đuổi kẻ xâm lược nó lại trở thành một cái cuộc chiến bảo vệ tổ quốc thành thử là nước ngoài họ không không có thể nhúng tay được nhất về là về mặt chính trị mà chỉ có thể nội bộ rồi tự giải quyết với nhau mà nội bộ thì quý vị thấy rồi người đứng đầu thiếu kiến thức quản lý tham lam mà lại thích dùng quyền lực để đàn áp và chiến tranh thường xuyên thì không lạ không lạ mà cái vấn đề ở châu phi không giải quyết được Ừ. rồi người dân thì do cái chính sách ngu dân uh, cho nên là không được um, dạy không được giáo dục không được tiếp thu một cái nền giáo dục um, tử tế cho nên họ thiếu kiến thức mà khi thiếu kiến thức cái uh, làm nông nghiệp cũng không được làm công nghiệp cũng không được không làm một cái gì được hết mình đã thiếu kiến thức rồi đó mình làm ăn mua bán mình không làm được cái gì hết ngay cả cái việc mình trồng cây cũng phải có kiến thức mà và bây giờ đó họ cố tình ngu dân thì dễ dạy đó ờ, thiếu kiến thức thì làm sao mà phát triển ừ. ờ, và cũng chính do thiếu kiến thức cho nên người dân trong chính xứ sở đó họ bị lạm dụng những nước ngoài bắt tay vào thì cái tầng lớp thống trị bắt tay với nước ngoài lợi ích thì họ hưởng lợi ích từ nước ngoài họ hưởng và cái đối tượng bóc lột thì chính là công dân của họ à, có nhiều cái quốc gia sẽ thấy rất là kỳ à, họ bóc lột sức lao động và cái lợi nhuận thì người đứng đầu họ hưởng rồi thậm chí đó, có những cái sẽ nói nó kỳ có một một vài khu vực ý. cái họ bán họ bán rẻ thân thể của họ ừ, họ dùng cái thân xác của họ để mua vui cho người khác nhưng mà họ được uh, người ta dạy rằng uh, đó là cái um, phong tục tập quán mà nước ngoài cần phải tôn trọng họ nó kẹt vậy đó uh, và họ kêu gọi nước ngoài phải tôn trọng họ và đừng có nhìn họ như là những cỗ máy tính dục mặc dù thực sự là họ làm những việc như vậy và nếu như ai có khuyên họ là nên uh, thay đổi thì họ sẽ tấn công cái vấn đề là họ những người mà kinh doanh được lợi nhuận từ cái việc kinh doanh thân xác của những con người ở xứ đó đó họ chu cấp họ chu cấp thực phẩm rồi chu cấp tiện nghi trong phạm vi họ có thể điều khiển được và những người đó giống như là những con gà gì đó và họ sẽ mặc nhiên thôi họ sẽ bảo vệ à, bảo vệ cái 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 túi đồ ăn của họ mặc dù cái túi đồ ăn đó là toàn những thứ ô thiêu mà họ không ý thức được giá trị của mình à, thì cái vấn đề của châu phi nó là như vậy ừ. à, và chúng ta hỏi là do đâu thì xin thưa là do thiếu phước thiếu phước à, tại sao có những người đó họ sanh vào những cái xứ khổ những xứ khổ nhưng mà họ có thể đi ra khỏi khu vực đó và họ trở nên thay đổi cuộc đời của mình có nhiều chứ có nhiều chứ à, nhưng mà có những người họ cam chịu họ chấp nhận ở lại cái xứ đó để cho người ta lợi dụng người ta bóc lột cái vấn đề là do mình vấn đề do mình và vấn đề của mình là do nghiệp à, và à, nỗ lực hiện tại cái nghiệp quá khứ là một chuyện nha cái nghiệp quá khứ là một chuyện cái nghiệp quá khứ khiến cho mình phải sanh vào một cái vùng đất mà họ làm dụng mình họ bóc lột mình họ đàn áp mình nhưng mà cái quyết định của mình ấy cái nỗ lực hiện tại của mình ấy mình quyết định mình phát triển mình quyết định mình đi ra mình quyết định mình đi lên hay là mình quyết định ở lại đó tệ hơn nữa là mình quyết định trở thành một phần trong cái tầng lớp thống trị đó thành ra đó đừng có đổ thừa mọi thứ do nghiệp nha đương nhiên một phần là mình chịu ảnh hưởng của nghiệp nhưng một phần không nhỏ là do quyết định của mình ừ.